Xin chào các bạn, hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn hai loại cây mới trong bản cập nhật 298 của Plants vs Zombies 2 Trung Quốc. Loại cây đầu tiên là Orchid Mac. Tôi cũng đéo biết là nó dựa trên loại cây gì nhưng nó mạnh vãi cả lờ. Nó dùng những xúc tua phóng ra những quả cầu trọng lực tấn công đám zombies. Những quả cầu trọng lực sẽ phát nổ và tạo ra hố đen kéo bọn zombies lại với nhau. Orchid Mac còn có thể dùng những quả cầu nhỏ bắn xuống đất để đẩy lùi zombie trước mặt. Khi lên cấp 2, những vụ nổ sẽ có 15% cơ hội giữ chân zombie trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng tôi thấy nó vô dụng VL. Lên cấp 3, tỷ lệ sẽ tăng lên 30%. Lên cấp 4 nó sẽ có thể kích hoạt Plant Food ngay khi trồng. Cuối cùng là cấp 5, khi có cả 3 quả cầu nhỏ, nó sẽ phóng ra một quả cầu đặc biệt với sát thương lớn và có thể kéo những zombie vừa và nhỏ chết ngay tại chỗ. Tiếp theo là anh bạn chắc các bạn đã biết, đó chính là Joy Bean Pond. Nó tạo ra những thây ma bằng đậu phụ để tấn công các zombie độc ác. Khi lên cấp 2, nó sẽ có 50% cơ hội tạo ra zombie cà rốt. Lên cấp 3, nó còn có thể tạo ra zombie dưa hấu. Lên cấp 4 thì nó sẽ có cơ hội kích hoạt Plant Food và tạo ra zombie đậu phụ khổng lồ. Cấp 5, nó sẽ có 15% tỷ lệ tạo ra zombie bắn đậu. Trên đây là thông tin về hai loại cây mới xuất hiện trong bản cập nhật lần này. Nếu bạn thấy hay thì hãy like video, mà không hay thì cũng like cho tôi nhé. Hi hi, không tôi cạo lông lờ của bạn đó.